chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng đấu sĩ Tara cho anh em xem nha. Hôm nay mình sẽ đi đường tôm cho các bạn trải nghiệm xem cái con tướng Tara này bây giờ đáng sợ cỡ nào nhá. Mình thấy rằng thì hiện tại vị tướng Tara rất là mạnh luôn các bạn ạ. Nhưng mà mình thấy rằng khá là ít người chơi trong đấu xếp hạng ấy. Nhưng mà để cho cái con tướng này nó thấy cái sự lợi hại của nó mà cho các bạn biết, để mình làm clip cho anh em xem nha. Ui giời ơi, ui giời ơi, bụp một cái vào đầu nè. A Thu là tuổi gì? Tuổi gì hả anh? Đầu ra anh tuổi gì? Anh tuổi gì? Anh tuổi cái gì? Hả? Bước vào đây nhá. Một gậy là một chết luôn. Ui giời ơi, mạnh chưa? Anh em đã thấy mạnh chưa? Càng ít máu nó lại hồi máu càng nhiều các bạn. Đá lắm luôn, chơi con này sướng. Hôm trước thì mình có làm rồi. Ở trận đấy thì mình đi rừng các bạn. Và cũng rất là mạnh luôn. Trời ơi phê. Hôm nay mình sẽ đi top nhá. Để cho các bạn biết con này đi top cũng rất là ok nha các bạn. Không phải là một cái con tướng tồi đâu các bạn. Đặc biệt thì nó là rất là dễ chơi, dành cho các bạn nào mà kiểu gọi là không thích màu mè, không thích kỹ năng ấy, hoặc là kỹ năng kém giống mình ấy, thì chơi con này nó gọi là số 1 các bạn ạ. Dễ chơi lắm. Các bạn chiều cuối lên vang cho 1 đập bù 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 bù. Xoay chiều 2 đeo. Đấy, cầm thêm cái bục phá nó ít máu thì bùm cái lấm tiền. Đó, sướng. Còn nếu mà không thì mình sử dụng cái chiêu 1 mình chạy thôi. Có cái gì đâu mà phải ngại. Hoặc là mình có thể sử dụng con tướng này để gọi là tanh cho đồng đội mình nó đánh. Ví dụ như là trận này các bạn thấy không? Trận mình có con tướng gì không? Giòn. Support ấy thì là Hindu. Đấy. Mình thường thường ấy, mình mới thấy rằng các bạn ấy thấy support Hindu ấy, các bạn sẽ chơi những con tướng đi top, các bạn sẽ chơi những con tướng sát thủ đúng không? Ví dụ như là Zuka này, hay là Flo này. Úi giời ơi. À cha, thằng này láo nhỉ? 1, 2, 3 một đập nè. Rồi chơi nè, chơi nè. Rồi ok, đi về đập A Thu coi. Bụt gậy vào đầu coi. Trang phục đẹp đấy. A Thu trang phục hơi bị chất đấy nha. Đẹp đấy, trang phục đẹp đấy. Đẹp với kệ bạn luôn. Rồi thanh niên ra chết rồi. Chắc chắn là phải chết rồi các bạn. Đánh như vậy di chuyển lại là biết chết rồi. Trời ơi, mình biết là cái thằng Batman nó sẽ móc. Bởi vậy đâm ra mình không có chạy ra là vậy đó các bạn. Ui dồi ôi, bổ luôn cơ à. Máu thế nha. Đáng sợ. Các bạn, nếu mà muốn chơi game mà thắng mà tỷ lệ thắng nó cao ấy, các bạn phải hơn nhau ở cái mức chọn tướng ấy. Các bạn phải tính toán các bạn ạ. Ui dồi ôi, thằng này láo ngáo ra mình đập chết này. Có bộc phá ở đây này, mình gõ một cái, mình xoay tay một cái này, thêm phát nữa là chết luôn nha các bạn. Đủ lên người cấp 5 nó hồi đống máu luôn. Láo thế. Đi vào trong rừng các bạn xem có gì không. Trời ơi, chúng bắt chúng bơ luôn. Đồng không nhà trống luôn hả? Chơi mà không có cái gì trong chó cho người ta vào ăn gì hết trơn. Kỳ cục thì mình kìa, hư quá trời hư luôn rồi. Điều gì mà để mấy con quanh nhỏ cho người ta ăn chứ. Bo ăn xoay tay này. Ái chà chà. Uế liều ơi, xoay tay này. Có chiêu cuối rồi đây. Nhưng mà mình hết chiêu 1 rồi. Này các đốt em mình đang ở đây nha các bạn. Mình bật chiêu cuối sẵn rồi này. Chờ thanh niên đi ra phát làm. Gõ vào đầu mình xoay tay. Mình bộc phá luôn nè. Lấm tiền vô kèo mén ơi. Anh em ơi. Các bạn thấy mình chơi vị tướng Tara này ghê không? Ốc L ra hả? Ui dồi ôi, anh ra 04 ạ. What? Trời ơi. Chơi game gì mà 04 thế này. Thôi toàn trời. Thôi xong. chết. Choáng anh em ạ. Ui giời ơi, thôi xong mình rồi. Đen thế. Sao lại có thể đen đến mức độ này cơ chứ? Hơi non. Ra kìa mọi người xem ra này. Vâng, một cú đẩy có thể nói là không biết chơi. 100% là ra tại mình không biết chơi. Trời ơi. Đấy anh em ạ. Những người mà không có kỹ năng mà lại chơi những con tướng kỹ năng ở cái kết nó như vậy đó. Giống như mình như này, không có kỹ năng này, mình chơi Tara. Không, dễ chơi. Này thì bướng này. Ôi giời ơi, đẩy mình về hả? Cái thằng này thằng láo nháo ấy, đánh mày chết luôn nè, láo nháo hả? Đâu vậy? Ủa mới thấy ai trong bụi mà ra? Trời ơi. Có một cái vào, gõ một cái mà xoay tay này lấm mọc mạng nữa rồi, ba kêu. Tuyệt vời, đi đến đâu càn quét cái bản đến đó. Hiện tại thì mình thấy rằng ở đường trên tam bạn khá là hổ báo cáo trồn nha. Tại vì tay bên kia nó ăn được cái trụ của mình ở bên trên rồi ấy. Pháp sư là tam bạn có hai người pháp sư lận. Vì thế mình sẽ cho nó cái giáp gai A đi, cho nó hồi máu, cho nó sướng. Có mà gan ga này, pháp sư này. Rồi coi pháp sư tam bạn ở đường giữa này, con tướng rua gì đó. Hai pháp sư.
chơi game là hơn nhau ở chọn tướng đó. Trận này mà mình chơi mấy con tướng máu máu mà máu giấy giấy á là chết chắc luôn, là thua luôn á. Tại vì theo mình đánh về cuối trận là không có ăn thua, nhưng mà chơi Tara thì tính nữa giòn thì tha hồ mà bắn luôn các bạn. Tha hồ mà bắn luôn, bắn chán bắn chê bắn mê bắn mệt, bắn chán bắn bỏ luôn, nghỉ luôn, bắn gãy cung luôn, rồi xong bé rồi, rồi xong bé rồi, đầu săn đứng lại là chết, rồi xong nó chết rồi các bạn. Này lao nháo nè em trai, đi đâu mà vội mà vàng, cái kẻ đấy cái coi. Bên này nhiều khi có thấy vui không anh, ở đây bị em hành quá trời. Ngon anh giờ anh em ơi, trời ơi ra cho mình 06 kìa các bạn, chết rồi, thù trong giặc ngoài rồi. Ơ đi từ sẽ thấy ngày hả? Ừ bạn ấy kiểu như mà mày ơ đi hả, tí mày sẽ biết tay tao đó, kiểu vậy đúng không? Ok ai cha đầu xanh ai cha cha, nào ai da, thằng Atu này ui đánh đâu ấy, ôi trời có ai không, có ai không, có ai hết trơn luôn các bạn. Trời ơi, ông Hindu ông còn bắn hụt cho hai nữa chứ, trời ơi. Ừ ngược rồi, ngon rồi, CK ngõm rồi, cũng được không sao. Trời ơi thằng niên ra cho mình nó đặt tên là hơi non, đúng là non thiệt đó, mình khá khịa thằng niên A Thu chơi coi nha các bạn. Chơi nào lên giáp gây ai cho nó nha anh em. Rồi áo choàng băng giá nè, kèo thơm nè. Vô. Ấy sao lại có con balloon này đứng đây một mình thế này nhỉ, có vẻ khá buồn cả. Ây da, thiệt là kỳ quá đi. Rồi thằng bạn đang hành hạ cho mình ở khu vực đường trên rồi các bạn, khá là gớm mặt nha. Mình sẽ xoay tay mình đập cái trụ này luôn nha. Rồi Batman không có tuổi nha các bạn, mình nói thề luôn, Batman không có tuổi gì luôn á. Mình có thể đứng lại cho Batman nó đánh mình luôn cũng được, chẳng chết được đâu. Chiêu cuối của mình đang trong tay này. Cái Tara, cái điểm yếu nhất của vị Tara này đó chính là khi mình đẩy cây máu ấy các bạn, là mình sẽ sử dụng chiêu 1 hoặc chiêu 2 á, nó sẽ tốn máu. Ghét cái đó lắm các bạn ạ. Nào. Ôi trời ơi. Nó kéo có người tới các bạn. Nó kéo A Thu tới à? Nó kéo A Thu tới à? Vô. Chạy đi đâu bạn ơi, đứng lại bạn ơi. Ơi này nha, nhiều khi coi ơi buồn đồng quá. Ơ kìa, sao lại thế nhỉ, làm gì thế không biết cái gì. Nhưng mà cái vị tướng Tara này nó có một cái điểm lợi, đó chính là cái chiêu hồi cuối nó hồi rất nhanh các bạn, cực kỳ nhanh luôn đấy. Bởi vậy đâm ra chơi Tara khá là sướng ở cái điểm đấy. Yo. Ôi trời ơi, ngụp luôn. Không lên đao chi hồn mà đòi đấu Tara. Mắc cười. Ơi giời. Rồi, ăn mấy con bùa đỏ của mình, đầu xanh. Không lên đao chi hồn mà đòi đấu với ta hả? Hả? Tính ra trận này tem mình cũng phải lên sách chi hồn hoặc đao chi hồn ấy. Tại vì tem bạn Batman nó cũng hồi máu này. Xong rồi mà gan ga nó cũng hồi máu này. Rồi A Thu nó cũng hồi máu luôn nha các bạn. Ôi giời ơi, lầm tiền rồi các bạn ơi, về rồi. Anh về quá để em ơi. Trời ơi. Ơ kìa, bên ai nhiều khi có giúp em vui không? Trời ơi, đau quá. Ủa, ta ra cho ta đi, Batman kìa. Batman này khó chịu hết các bạn ạ. Nó khôn các bạn. Nó bắt mấy thằng máu giấy cho mình. Ví dụ như là nói chung là tem mình ai cũng máu giấy hết trơn á, có một mình trâu à, mình đâu có sợ đâu, nhưng mà tem mình sợ nó, nhất là giòn á. Tí nữa giòn nó đi cùng mình sấy mình lên đằng trên mình tanh trò giòn nó bắn sướng. A
búa một cái vào đầu nè, đánh nó đi anh em ơi, đánh nó đi anh em ơi, đánh đi. Trời ơi là trời, trời, không có ai hết trường. Hai mình kiểu đồng quá. Do tem mình bạn ấy cũng chạy lên đấy. Nhưng mà các bạn biết sao, thằng bắt ma nó chớp. À ghê. Khịa lại luôn ta. Đồ ăn được hai mạng luôn, khiếp nhờ, 24 đấy. Lên đao chi hồn chơi. Đấy, lên đao chi hồn xong rồi giáp hộ mệnh. Thế. Băng. Ping. Ui dồi ôi, chết rồi. Ờ không chết các bạn, vẫn sống. Trời ơi, đấy các bạn thấy không? Từ nhà đi ra kìa. Nhảy cái như một xoay cái chiêu hai cái hình cúc máu. Bởi vậy nó ra nó cái điểm đó là mình thấy rằng Tara nó kiểu khó. Cả 4-5 thằng không biết con rồng với con tà thần. Này thì bướng nè. Mày bướng ở bưới đâu? Thằng hình chạy đâu rồi ta? À đủ. Nó chạy đâu rồi các bạn? À. Thằng này láo nhờ. Nó chạy về các bạn ạ. Khôn thế nhờ. Ủa thằng Batman nó khôn đi đó. Nó tàng hình xong nó chạy về. Nó không tàng hình nó chết với mình à. Kiên đu mà đi cùng mình là ngon rồi. Tự dưng đi lẻ thế cũng. Nó đánh cho chết luôn. Rồi có chiêu cuối rồi đây. Các bạn. Nhưng mà cái thằng này đánh đau quá. Trong bụi nè. Ai cha. Wow. Bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Đánh nó đi anh trai ơi. John đâu rồi? Này thì bướng này. Tao cho mày. Vỡ đầu này. Láo nháo nè. Lên. Ôi giời ơi. Đâu rồi ta? Hồi nãy bạn là A Thu còn hăm he dọa mình nữa cơ mà. Sao giờ lại thế này rồi? Trời ơi mình buồn quá cơ. Đánh đấm mà bạn hăm dọa mình xong rồi bạn chết thế này, bạn mình buồn cho bạn ấy quá cơ. Lấy cái trụ luôn. Đầu xanh bật chiêu cuối lên. Ủi giòn cho mình nó sấy kìa. Giòn nó sấy kìa các bạn. Ái chà chà. Giòn nó sấy kìa đấy các bạn thấy chưa? Trời ơi. Tara đỡ đòn cho do nó sấy. Trời ơi, bá cháy bò chết luôn. Ồ, nó sấy bạc cái chết. Ai chịu được. Muốn thắng nó phải hơn nhau ở chỗ đấy đấy các bạn. Đó. Chứ không phải là các bạn muốn chọn con tướng gì cũng được đâu. Nó phải tính toán. Giống như mình như này này. Thấy tem mình có gọi là John phát là mình pick Tara mình lấm lên. Đẹp luôn. John tem mình bây giờ nó giống như là một vị thần luôn. Chỉ cần nó lao lên đi cùng mình thôi là nó tỉa đứng đằng sau nó tỉa thôi. Còn mình đứng đằng trước mình làm hết. Chỉ việc đứng ăn thôi sướng. Chả cái gì sướng bằng. Mình đang có chiêu cuối nha các bạn. Có chiêu cuối nha. Bật chiêu cuối lên này đó. Bắt đầu chạy này. Chạy. À đủ. Mạnh thế. Sao mạnh quá vậy? Ôi trời ơi. Tên bên kia nó đánh mình nhiều quá. Hồi máu không kịp các bạn ạ. Và đấy nếu mà tay bạn nó không dồn vào mình thì là không bao giờ chết được. Nhưng mà tay bên kia, tại vì mình lao lên á, tay bên kia nó đủ tầm á, nó dồn bao nhiêu là sát thương vào người mình. Còn ra với cả Ginu tay mình thì cứ núp vào đằng sau, đâm ra nó kiểu nó không sợ ấy. Buồn làm chi Hảo ơi. Nhưng mà phải nói rằng vị tướng Tara với cả A Thu solo, A Thu thua Tara các bạn nhỉ. Hay là do mình đánh hay ta? Theo anh em thì A Thu với cả Tara là Tara nó kèo trên hay là A Thu kèo trên? Nếu mà A Thu mà nó kèo trên á thì chắc cho mình chơi Tara hay thôi. Đứng gần. Ôi giời ơi sao bạn kia lại chết rồi. Ôi giời ơi buồn quá đi. Phải chi mình gặp cái tem mạnh chút mình còn đánh mình búa vào đầu cho sướng. Ai ngờ gặp tem bạn yêu quá. Yêu như con cuốn chiếu rồi. Wow. Ai cha bổ ghê vậy. Ôi giời ơi, đầu săn. Có chiêu cuối thì em bật luôn, em vào luôn đây này. Do tem mình cứ đứng tỉa thôi. Xuống, đã đời. Phê như con TT các bạn. Búa vào nè. Một gậy này, hai gậy này, ba gậy này. Xoay tay này, bọc quá này, lấm tiền nào đó.
nó xoay tay là hồi đống máu nè, rồi thắng luôn, là game là dễ này, easy này. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình nha. Nếu mà thấy hay cho mình một like, bạn nào muốn nick thì vào shop anh em.org nha. Bye bye anh em.